Bên đấy này, đi lên một cái cầu có cái đường máng nhau, đi lên cái cầu nó có cái đường máng. Thế bây giờ là tới cái cầu trong biển 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 nó đang quá trình luôn. Em đứng trên sàn thấy cái cầu của đường biển. Hay lúc đó ban đầu mình sẽ có hai khác là gì? Một cái số lượng người đầu những cầu này là đúng đó, cái gì qua cầu thì anh đang biết cái là thứ hai là cầu đúng không? Cũng vậy, khi mà đường nó lọc qua nước tiểu thì nó có những cái kênh để tái thu đường, giống như những cửa như kênh thì cái đường gì cầu thì tái thu các thu nước tiểu để đường tái thu. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó tái thu không nổi thì ngay tình trạng đường vẫn có mà trong nước tiểu đó thì hoặc là cái lượng đường trong máu ra nước tiểu nhiều quá, hoặc thứ hai là cái tình tái thu nó có thể có một số thì bẩm sinh tác động nó làm cho mình không tái thu được, không cái kênh tái thu đường của đường đây cái cấu hình của nó, cái cấu hình để tác thu cái sao nổ và cái hàng kia nó phải tại sao nó chỉ vận chuyển được một góc, tức là nó phải có tích hợp với cái kênh đó về diện tích, về hình dáng, về kích thước nó mới đi qua. Nhưng bây giờ cái kênh đó bị gen đột biến thì nó cái thay đổi nha. Ví dụ cái kênh đó nó chỉ coi thành ra một cái mốt qua là mình này ra một đường là cho một cái tháng qua như được, nhưng bây giờ cái kênh đó sao nó cuối cùng cái lỗ nó chỉ còn cho thành một cái mốt đi qua ra cái thằng đường là qua không kẹt cái đường mình. Rồi như vậy thì khi mà em thấy đường nó được tiện nhiều thì cái coi chừng là một là những cái đường, thứ hai là có thể là thấy được thôi thì là cái gì cũng tại một tí đường đường trong cái tiệm dương tính mà đường máu bình thường như vậy là mình cũng đi học tập không tăng một số thì bọn sinh cũng có một số thì mắc phải thì như trường hợp tôi nói mấy cái em cũng nhận ra có đây là một số dạng thân là học tập những công tác của đường rồi mình sẽ thấy là đường tiệm cũng có đường bởi vì cần phải thải ngoài. Như vậy nếu mà có đường tiệm thì thải luôn thải cả đường khi nào thì bạn có cái tô thực tiễn sáng nay các em mình đói không? À, nếu mà sáng buổi sáng mà mình làm xét nghiệm thực tiễn của mình đói thì có thể là sẽ lo thực tiễn như vậy. Tại vì sao khi mình đói quá thì nó có chuyển hóa một số chất, ví dụ chất mà có thể biết nó sẽ biến đổi để thành thể cái tô biến đổi thành thể cái tô thì cái tô nó sẽ bị thực tiễn mà mình nó không nhiều. Nhưng mà mấy điều là nếu mà cửa hàng xét nghiệm tích tiểu mà thấy thì nó như cái tôn đồ mình không có gì hết thì quay trình từ sáng đó thì mình bỏ. Còn nếu mà bệnh nhân mà có bệnh lý đáy thấp đường thì giờ mà xét nghiệm những cái tôn quay trình từ cái tôn đồ mình không có gì hết. Rồi, nãy giờ mình nói về cái thành phần vô hình thôi, và là xét nghiệm vô hình, mấy cái thành phần vô hình thôi. Bây giờ mình còn sẽ đi nói về các thành phần của mình. Các thành phần của mình thì nó một số thành phần, cái thành phần của mình là con đánh giá bằng cách là quan sát trực tiếp, đánh giá bằng cách ứng viên đúng không? Thì bây giờ các thành phần của mình có thể gồm có gì? Nó gồm có cái hai tế bào đầu cái tụ. Thì để xét nghiệm các thành phần của mình thì người ta lấy tiểu và quay trung tâm xem cái cạnh răng. Cái cạnh răng người ta coi những cái viên, những cái viên quanh người và những cái cổ vương. Hy vọng em biết quanh người là gì rồi. Cái thị kính thường thường là thị kính là thị cường, tức là phóng đại 10 lần. Cái vật kính thì nó phóng đại 10 lần thì gọi là quan cường, tức là phóng tổng lại là phóng đại 100 lần. Còn nếu vật kính là phóng đại là 40 thì mình gọi là quan cường 40. Như vậy cái vật kính 40 thì kính 10 nó nhân lên là phóng đại là 400 lần. Thì người ta sẽ quan sát số lượng tế bào đó hay là hiện tượng dưới cái quan cường của quan cường 40. Thì tính tiểu nếu mà quan sát trực tiếp á thì chúng ta coi cái phòng cầu hay không, thì thấy cái hình phòng cầu á, hình phòng cầu nó thấy hình đĩa lõm hay màng không, hình đĩa lõm hay màng, cái hình như này nè, cái đĩa lõm hay màng. Nhưng mà có một số hình nào cái hình lý bộ phận gì đó thì em sẽ thấy cái phòng cầu nó bị biến dạng, cái hình của nó là đúng hình đó. Tại vì phòng cầu sẽ vui qua cái phương màng cầu là bị tổn thương thì mở
đứng cái tay đứng trên mình thì nó sẽ thành những cái mảnh vụn nhỏ thì người ta sẽ coi là số lượng là nhẹ. Thì bình thường nhé, trên một cái khoảng 40 thì nó lớn hơn 5 cầu. Rồi khi mà em tiểu mà trên 30 ngàn một cầu một phút thì thường thường em sẽ nhìn thấy là một tiểu một cầu. Thì đó, cái đó rồi sau xét nghiệm một tiểu có nhiều một cầu đó, mà sẽ tính tiểu một đó thì có thể là số lượng một cầu chưa có thể phức để thấy một cầu một năm. Đến số lượng một cầu một phút thì ta làm như thế nào? Người ta cho bệnh nhân đó là uống 20 ăn với dòng sáng không? Là cho đi dùng hết. Là cho uống 2 cặp dưới nước. Và trong 3 tiếng đó hiểu kiểu này cái sinh lộ của mình. Rồi sau mình quay tập, nếu sẽ quay tập và mình biết rồi có tập 3 giờ đó qua dân tộc, tính là mình cũng quay dân tộc không? Thì xét nghiệm đó là cho mình biết số lượng của một phút. Thì em nhớ là nếu mà hiểu là chỉ được 5 ngàn một cầu một phút thôi, 5 ngàn một cầu một phút thôi. Còn nếu mà tiểu máu mà đại thể là từ số lượng một cầu một phút thì gần 3 ngàn. Mình thấy cái tiểu máu là sao? Các em nào biết một ngày được thở một nhu cầu không? Nhập 1%. Một ngày á, một cầu số lượng cầu các em chết đi là số lượng tái sinh lên đi bao nhiêu không? Vậy thôi nha. Rồi, tiểu, ngoài ra người học cầu người ta còn đánh giá hoạt cầu nữa. Người ta cũng phải quay đi lo cái tiểu rồi coi người nhỏ trong hoạt cầu cũng quan trọng luôn. Em là cái đinh mình sẽ thấy không cái quan trường nhỏ trong cầu hoặc là cái đè luôn quan trường xong vòng này trung trường thì nó dưới hoạt cầu. Nhưng mà nếu mà em trên trong hoạt cầu quan trường vui còn gọi là tiểu muộn thì là trên 5 ngàn cộng đồng một phút. Thì thấy cái xét nghiệm này đơn giản, có gì cũng sao này thì thấy cái xét nghiệm này coi vậy chứ nó tầm soát được cũng tốt. Ví dụ trường hợp là những cục tiểu và xét nghiệm bằng cầu nó có thể quan tính và những cái thấy cục tiểu nó lây nữa thì thấy cục tiểu mà bằng cầu nó tiểu trong cái gì mọi người thấy cục tiểu nó rất rất là nguy hiểm. Còn nếu mà trường hợp số trường hợp thì sẽ thấy như nhỏ cả các trường bệnh nhân là xét nghiệm tất cả xét nghiệm đều là cái mức bậc hồng cầu đủ tiểu cao. Cái em đó mới nhất án là hồng cầu lan này hồng cầu có đủ mà bé nó 34 thì phải được 34 này cầu một phút mà nước tiểu nó không thấy thì nó là thế rồi nước tiểu nó không thấy một bàn mà cứ cứ được một phút nước tiểu là ba hồng cầu em nhân lên số lượng của hồng cầu ngày mốt ra là một đứa mất một chút máu rồi. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có lấy được số xét nghiệm thì là phí hoặc là chỉ dũng của mình thì chỉ dũng là sao? Chỉ dũng là tại nó dùng cho các thứ gì em biết là hồng cầu thì nó có hemoglobin của nó cái giấy dũng nó không phát hiện hemoglobin mà cái giấy dũng nhớ cái này là giấy dũng là lấy dựa cho cái phản ứng xuất phát cái này phải có sự đàn của hồng cầu chứ không phải là nhiều hơn một đôi thì rất là lưu ý nha. Cái men peroxidase chứ có nhiều cái gì cầu cũng tích với hồng cầu như vậy ấy, thì là em sẽ thấy khi mà chúng ta còn thấy có cái men đó cái màu cái que sẽ đổ màu còn màu sẽ đổ thành những màu hơn màu sáng qua những cái màu là nó sẽ khác nha. Rồi bạch cầu thì nó phát hiện dựa trên cái men lipoesterase hồng cầu nằm trên giấy nhưng mà sẽ thay đổi em sẽ khó khăn là vì phía bên còn ra khỏi là nổi em cũng như là như đây như vậy nếu mà cái xét nghiệm dây chúng em thấy có hồng cầu và cầu điện tính thì bước tiếp theo là gì sẽ có hai chữ hả xét nghiệm tiếp theo là quay đi tâm cho nên lắng và ứng dụng có hồng cầu và cầu điện tâm hiểu không rồi cầu trong bánh tiểu thì có một số trụ thì trong bánh tiểu có protein đang phosphor giống như cái khu này tương tự là em có những cái protein rồi em có các thành phần của mình giết mô thì protein với các thành phần của mình sẽ đóng lại một cái lò phẫu thuật phẫu thuật cái giống như những khu nó đang ngoài những cái chỗ nào nếu mà em có protein thì có thể hồng cầu thì nó làm gì đủ hồng cầu nếu em có protein cộng với thêm bạch cầu đóng lại phó cùng lại thì thành gì đủ bạch cầu
Nếu dùng bạch cầu mềm để lâu, các cái bạch cầu này thoái mái thì có đủ mềm. Nếu mềm chỉ có protein thôi mà thì em gọi là đủ đông. Nếu mềm có protein thì có mấy cái dầu mỡ đóng lại nhau thì gọi là gì? Đủ mỡ. Như vậy em sẽ thấy nè, em sẽ thấy là mấy em sẽ thấy là trên đây củ hàng, củ hàng các bạn chất là củ bạch cầu để lâu thoái biến, còn cái hàng không củ hàng đây protein có các hàng mỡ, đủ mỡ, đủ sáng là đủ mà có protein thôi, chứ là tăng đủ nó không tăng hàng sáng. Đủ động là thế nào? Số động là tức là duy thần đủ sống và nó bình to ra cái protein nắm động là cái u có cái đủ là to và đủ động là đủ cầu trong từng tí rồi còn cái đủ này có nhiều cầu là đủ cầu cái đủ cầu xét nghiệm nước tiểu thì thần sỏi thận các em thì người ta còn coi là cái nước tiểu nhân bản chất sỏi là gì, tại sỏi được đi chữa được nhưng mà bữa sau thì lại tái khác, bữa sau lại tái khác, cái bệnh lý sỏi nước khổ là vấn đề tái khác. Thật ra mình sẽ đánh giá coi là xét nghiệm sinh máu máu coi là cái sỏi là sỏi gì, rồi mình sẽ coi cái nước tiểu coi là sỏi gì, tinh thể xà lá thì nó có cái hình thức gì, tinh thể thứ gì, tinh thể phốt phát hay phốt phát nó là cái hình lăng tụ, các hình lăng tụ, tinh thể system thì cái hình cái hồ giác đẹp, giác, còn cái hình thể u rác, còn cái sỏi mà u rít, sỏi mà rác, còn cái hút ấy, thì em sẽ thấy cái màng nó mặc màu xanh, mặc màu yellow, green, tức là xanh, màu phát tay của mày, tùy theo cái ánh sáng phân cực, em thấy không? Cái màu vàng nó nằm có vuông góc, nên là một cái tinh thể nó dài. Thành ra nếu mà cái tùy theo cái hướng của ánh sáng và hướng của tinh thể mình sẽ thấy là màn khác nhau, những cái mà nó là đi ngoài cái tức là hai cái nguồn gốc thì cái tinh thể nó nguồn gốc thì cùng nhau có hai màu khác nhau, cái màu vàng thì khi một sợi lá cây thế một đi một sợi lá cây thì màu vàng nha. Như vậy với cái phi phân cực thì mình sẽ chẩn đoán chắc chắn là tinh thể rồi. Cái màn đầu thì mình đã nói rồi, màn đầu có ba mẫu, tôi chỉ nói xong thêm một xíu để các bạn coi lại cái tại sao mà mình đi như thế. Cái màn đầu nó có những cái lỗ, nhưng mà những cái lỗ đó nó không có mục đích, cái lỗ kích thước nó khoảng 70 micron. Bây giờ cái albumin đi tới albumin mang bình dương, cái lỗ đó mang nó mang albumin mang bình tông, cái lỗ đó mang bình tông, thành ra khi albumin mau đi tới cùng dấu tại nhà nên quy luật tự nhiên là vậy. Và bây giờ mình đấu đúng nha, sau đó mình đấu đúng nha. Và tự nhiên là một đấu đẩy nha, đúng không? À, mình đẩy nha. Thật ra khi mà cao viên nó mong lên tới, tập mở thấy nha. Thật ra ngoài cái kích thước còn cái diện tích nữa, có một số bệnh lý á, một số bệnh lý á nó làm cho cái lỗ thì nó to hơn. Thành ra mình lùi cái kích thước cao viên thì nó không lòng được, lỗ to và tâm nguyên dưới cái áp lực cái tẩy cũng còn ra được. Cái thứ hai á là các cái lỗ thì nó có những cái protein nó xì ra những cái gan trong cái lỗ đó mà protein nó nằm cũng thành âm luôn. Bây giờ nó có bệnh lý mà cái gen nào đó nó làm cho những cái protein thì gì những cái lỗ đó cũng mất đi không biết gì được. Thành ra những cái lỗ đó thay vì bằng âm nó thành cái đường biên âm nó giảm xuống mà nó không có điều thì tham quan những món ăn đó được, đúng không? Đó, thành ra em sẽ nhớ là mình còn còn phần có nhiều lỗ lầm giờ mới nói xong. Như này thì tôi nói cái lớp đầu tiên nè, cái lớp này nè, lớp tế bào màng, lớp tế bào đáy, sau đó là lớp tế bào miễn nhẽ, lớp tế bào miễn nhẽ là tế bào miễn nhẽ có nhiều cái chân và các cái chân nó nối với nhau để tạo thành các cái tổ. Chúng tôi nói là đứng cáo thì tổng cộng là ba cái lớp như vậy. Thì cái chất này chúng ta mình thấy là ví dụ như là buôn secret này, nhưng mà buôn ra thì là các chất phổ biến nó có vài những chất giống như mà người ta dùng buôn ra thì khi đánh giá cái thành phẩm cái hình này cho
cho thấy cái chân tố nhất mà để đến thấy hai thở đó là insulin. Insulin tức là sao? Bơm chất có nhiễm máu thì chất nó sẽ tụ tập vào một phần, thành ra để bơm vô bao nhiêu mất bao nhiêu thì đánh giá được cái phần thay đổi được không phải đánh giá được phần. Thì cái hình này chỉ cho thấy thế này, từ 30 tuổi trở đi thì men còn nhỏ, từ 30 tuổi trở đi mỗi năm cái chức năng thận nó mất đi khoảng 1%. Tôi nói 1% là dễ hiểu rồi, thì cứ 1 phút thì cái thận sẽ làm sạch chất độc khoảng 100 ml máu, cứ 1 phút 100 ml máu cũng sạch làm sạch các chất độc vậy. Bây giờ tới 30 tuổi trở đi thì cứ 1 năm mất 1% như vậy là 30 là 31 thì 1 phút nó làm sạch 99, 32, 98 đó. Thành ra nhưng mà bây giờ giả như mà mỗi năm mất 1% đi thì tới năm mà người ta sống tới 100 tuổi thì nó còn nhiêu? 30% đúng không? 30% thì chưa cần phải lọc máu. Đó, nhưng mà nếu không có bệnh lý gì đáy cao đường, hút thuốc lá, rồi bệnh lý viêm họng, rồi tới viêm thận, sử dụng heroin, ép chẳng hạn, bệnh lý viêm gan, đáy cao đường, những cái bệnh lý đó nó làm cho có thể nó làm cho cái thận nó bị nhanh lên. Ra là em sẽ thấy là nếu mà một năm thì mất 1%, nhưng mà nếu mà có những bệnh lý nó làm cho tư nhân hơn thì cái suy thận sẽ nhiều hơn. Giờ này mấy người thì cái sẽ tình trạng suy thận rất là nhiều chứ. Thế ở đây em thấy thì mình sử dụng thấy tình trạng suy thận suy thận mấy. Thôi chưa kể là cái chất độc mà có trong thực phẩm. Nãy giờ nói mấy cơ quan phải được chất độc vậy? Hai. Gan và thận đúng không? Gan và thận nếu mà em bắt nó làm việc nhiều chất độc tích tụ ở gan của thận thì một là gan, thứ hai là thận là sẽ suy thận nha, nhớ như vậy đó. Rồi cảm ơn ông thì cái phương pháp và là phương pháp tốt nhất để đánh giá cái độ lọc cầu thận nhé, coi một chút cái thận nó lọc được bao nhiêu cái lít máu đó, thì là phương pháp đo độ thanh lọc của insulin. Nhưng mà phương pháp phức tạp một lần hai lần đó. Bây giờ hiện tại người ta sử dụng là ví dụ là ra đi máu và người ta sử dụng cái công thức là hot drop hoặc là độ lọc cầu thận theo công thức là MDRI. Thì cái công thức thì nó sẽ giúp được độ lọc cầu thận rất dễ dàng. Với tôi á, cái công thức này tôi làm sẵn suy nghĩ sử dụng bảng Excel tôi làm nè, công thức một tôi chỉ cần nạp con số là ra đi chuyên máu là bao nhiêu, hàm số là bao nhiêu, đang đi nữ ha, giờ đây thì nó sẽ cho ra cái tổng thanh lọc cầu thận. Bây giờ em làm một bài tập này xem một em nữ nhớ giá trị độ lọc cầu thận bình thường là 100 ml một phút. Một em nữ như em mà mày áo mặc áo cằn cằn thì đang ngồi tầm tư nè, em nặng bao nhiêu ký hả? Rồi em nặng 50 kg. Rồi cứ cho như là em 22 tuổi ha. Thì tới 22 tuổi. Mà bây giờ mình cho cái ví dụ của số đi. Người một em nhỏ nặng 22 tuổi ha. Cái nhỏ đi nha, nó đi cái này giờ nó đi sang học bài xong nó đi đi học sự kiện. Thì nó nặng 45 kg thì số em từ chung 22 tuổi nặng 45 kg. 45 kg là phần học của mình. 45 kg 22 tuổi thì cái kết quả nó ra là ra đi máu nó là 1,2 mg/dL. Thế giờ là sẽ nhìn thấy 1,2 mg/dL là trong giá trị thường, thế điều thường là 0,8 đến 1,2 mg/dL. Rồi bây giờ em là người có học, sau khi học xong bài xét nghiệm các bạn trong tình học, em sử dụng cái công thức cross em tính xem độ lọc cầu thận của cái em đó là bao nhiêu. Nhớ 22 tuổi nặng 45 kg, creatinine máu là 1,2 mg/dL. Đi. Đi. Không có. Không có nhé. Lấy cái 1,2 không hề bấm. Đấy. Lấy cái nó bấm liền sợ gì? Đấy. Con thứ này không sắp 22 rưỡi. 1,40. Cũng hình có mũ. Cái mũ dưới nè. Trời. Dưới trên. Trời. Cái này chọc nha. Như vậy.
Bắt chưa, bắt chưa, không phải chưa. Cái con thích nè. Nhớ mấy hai đó là nhớ mấy hai gì mà. Tính mà đang bao nhiêu em? Bao nhiêu? Bà trời ơi, đừng đâu. Bà toán đơn giản thì tính thì nhận. Nhân với mẫu á. Nhân hoặc kia đi, nhân trước. Nhân với mẫu. Nhân với mẫu. Nhân với mà nhỏ quá. Phải. Smartphone, lấy smartphone tính nhanh. Bây giờ smartphone.